Đã có động cơ 12V 800W hàng mới về các bạn nhé. Ở đây mình chỉ sơ lược cho các bạn này. Đây này, con này 500W này, con này 600W này, con này 800W này và con này 1000W này. Đấy. Động cơ thì loại bài là đường kính thì khác nhau, đường kính thì bằng nhau nhưng mà chiều dài của nó khác nhau các bạn nhé. Con này là 500W thì ngắn nhất này, 600W là dài hơn này, và 800W là dài hơn hẳn này. Đấy, và đây là con 1000 này, con này là 1900 vòng trên phút. Đấy, tất cả những cái loại này là tốc độ là tương đương với nhau. Đấy. Thì ở đây mình sẽ đo kích thước chiều dài cho các bạn nhé, để các bạn dễ phân biệt. Cái con 500W này, đây con 500W này có chiều dài là 75mm này. Con 600W này, con 600W là có chiều dài là gần 9, đây nhìn chuẩn là 9cm này. Và con này là 75 nhé, con này là 75mm này. Con này là 9cm này. Con 800W là dài 11cm này. Đấy. Và con 1000W này là dài 15cm này. Tất cả những cái động cơ này thì thích hợp cho các bạn làm như chân vịt đẩy thuyền đấy, như cái này này. Bên em có bán làm sẵn nhá, loại 500, loại 600 và loại 800. Đấy, cái này thì làm sẵn nó như thế này rồi, các bạn muốn ngắn dài thì về cắt ngắn đi thôi. Đấy, đối với cái nhỏ ấy, thì bọn em làm loại chiều dài là tổng thể là 1m1. Còn đối với cái to ấy thì làm chiều dài là 1m4 nhé. Đấy, thì về các bạn thích ngắn thì các bạn cắt ngắn đi. Đây là có loại 3 loại. Loại 600W, loại 500W và loại 800W nhé, là có làm sẵn hết.